Yo, hello what's up, chào em nha, quay trở lại với channel mình đây, thuộc đường phố đó người nha. Chào anh em, hiện tại chị nghe thuộc đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày nay chưa video cho anh em xem video, vậy đầu video anh em xem like và một đăng ký kênh cho nó phát triển nha, của anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi săn cốt quà vui chơi sự kiện mới của nhà phát hành anh em, đặc biệt là cập nhật quả quả cốt và hóng quà sự kiện sự kiện gì phải Halloween anh em, mà sự kiện Noel, chuẩn bị Noel anh em. Nay rảnh thì chắc sẽ đi thử thách gọi nhá, đại chiến thử thách coi anh em. Thề thử thách là một trong những cái sự kiện mà tôi ít đi nhất luôn anh em, thật sự đợt nhất là này các bạn gần như là chả đi luôn, mặc dù cái thử thách đi cũng rất là ngon, chứ phần quà khá là ý nghĩa anh em chú ý đi. Nay rảnh thử đi coi anh em xem full nãy được không. Chúng mà đó thì ghé fanpage cầm qua quả cốt này anh em. Hiện tại bên nhà phát hành thì mới đăng thêm bài đó là Hòa nhịp Giáng sinh các bạn nhé. Sự kiện Giáng sinh đã được ra mắt anh em. Đó, Secom. Bên Comisom, các bạn. Phải là ngồi hóng chờ anh em cập nhật mới. Bên là sẽ có Rehot anh em, không biết nữa. Đợi thôi. Ở đâu hiện tại thì chúng ta có hai core đen anh em. Một cái đó là nhập ngay vào luôn, đó chính là core đen tuần hiện tại anh em. Đây là core đen dùng chung mới nhất, các bạn nên lấy anh em. 3X bạn nội Sony 3LX5MVUR18SK2 anh em, để có đen dùng chung mới nhất tại game anh em. Phần quà tiếp theo đó là đến từ phần quà sự kiện Phan tướng tháng 12, bạn đã chưa tham gia thì tham gia anh em. Thời gian đến hết ngày 21 tháng 12 các bạn, hôm nay 19 rồi, còn 2 ngày nữa anh em, đó các bạn chỉ được tham gia anh em. Cách tham gia đơn giản thôi, tìm bài viết và một trẻ cần tim anh em, các bạn để lại comment đó điểm danh cộng UD của những nhân vật, các bạn sẽ nhận được một phần quà trị giá đó là 1k kim cương, 20 thùng bia, 5 vé đánh boss, 23 cái lạ bàn và 30 xu quay khi sự cấp anh em. Ok, tiếp theo là cái group xem có rehot hơn không nào. Tạm tôi vẫn chưa full anh em. Hết rồi anh em, hiện tại chúng ta có hai phần quà gift code mới và hóng chờ sự kiện Valentine thôi. Bây giờ thì ok, sorry, sự kiện Giáng sinh anh em, Noel. Giờ thì chúng ta cùng nhau đi đại chiến thử thách nào các bạn. Ok, chúng ta sẽ setup về meta mới luôn các bạn nha. VP Polo Ramato group này anh em, group quay lên chơi các bạn, dùng cái sai anh em, dùng 4 hay không các bạn cũng nên chơi group các bạn. Ủa thì anh ba các bạn và Shirahoshi, những tướng đáng chơi. Tôi chưa lên thuyền các bạn, toàn tôi rồi, chỉ số giảm xuống rất nhiều các bạn. Thật sự luôn, tôi không để thuyền là chỉ số bên tôi giảm quá trời luôn anh em, thua rồi. À không, thua thì chưa dám nói các bạn, quên, thua chưa dám nói thua các bạn. Nhưng mà ui dồi ôi, không có thuyền nó cắn thế đấy các bạn. À mà nhắc mà nhớ, có quả kèo review bên S5 nhỉ, để mai anh em mà chiều chiều anh em video chiều dành tôi sẽ review đấu trường Kondai bên S5 các bạn. Ok, tiện cập quả code cho anh em luôn. Toang rồi, trận này đánh toang rồi anh em, quên không mang thuyền là toang ngay. Đó là chỉ số quá trời luôn mà. Ok các bạn, lâu ngày hồi sinh phát. Rồi, mang thuyền vào anh em. Mang thuyền vào nó khác bọt ngay các bạn, đừng đùa với chúng tôi anh em. Đó rồi, đừng đùa với chúng tôi. Căng đấy nhờ, đùa thầy căng thật sự anh em, đùa thầy trông thêm một căng đấy anh em, căng đấy. Group vẫn phải chém đủ ba cái hiệu ứng anh em, bây giờ mới được hai này, ba tầng các bạn nhé, ba tầng hiệu ứng mới bút hồi sinh được toàn team.
chung sắp tới quán book cho Brook nên em làm đấy ngon quá. Ấy chà. Rồi, Peru mình tới công ty là ngon rồi anh em. Tem giống nó hẹo nữa rồi. Tôi để cả ai nhỉ, quên mất. Cardo anh em, Cardo dạng na lên đánh nhưng mà sợ đánh không nổi các bạn. Cao này sợ đánh, Cardo dạng na đánh không nổi anh em. Ok, lốt ván này chúng ta sẽ đi đam boss anh em nhé. Đi đam động thần các bạn. Ui. Toàn thế nhỉ, đội hình toàn quá anh em. Và đây chiến một ải một thôi, toàn thật sự anh em. Thử thách vẫn là một cái gì đấy, đúng là thử thách các bạn, đúng nghĩa hai từ thử thách anh em. Đỉnh thật sự các bạn, khó đánh thật sự anh em. VV ở đây không nút bỏ qua các bạn, chỉ ngồi đợi thôi anh em, đây không bỏ qua được. Hết 15 lượt luôn à, nhưng cái này khả năng cao anh em, khả năng cao hết 15 lượt rồi. Yamato Pudding càng 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 các bạn, càng đấy càng đen đẹp luôn. Như cái này vẫn 15 lượt anh em, hết bán rồi, không cooldown rồi, không hạ được rồi, lâu lắm rồi không đi quét ấy anh em, quét đậu thần các bạn. Thì xong tôi quét đậu thần các bạn nhé. Không ăn nổi anh em, chúng ta đi chiến đậu thần nào. Xiraoxi này. VV đi anh em, VV Sanji Yamato Kuro. Đúng rồi, chúng ta có meta mới mà không tội không test anh em, bữa giờ không có quét nhỉ. 16 đó. Lấy em ok 100 lần nào, hôm nay lại đi spam quá. 30 m ba sáu mét rồi. Ba chín, ba sáu, 12, 45, 40 m rồi. Được các bạn, thề không ăn được anh em. Spam gà này vẫn là cái gì đấy easy các bạn. Yamato coi nào. 10 m. Vẫn căng lắm các bạn ạ. Hơn được các bạn. Hai bảy Usopp Wallow 27 anh em. Căng thật sự các bạn, thề quét cái này vẫn cứ là căng gọn nhá. Uầy, xin tem vượt đậu đơn mới được anh em.
Big Mom thì tôi vừa mới ghé gỡ Gemma rồi anh em. Tầm này Big Mom không còn nhiều giá trị các bạn. Thôi nói chung gãi này vẫn khó quá lắm. Anh em tranh thủ lượm hai quả cốt mới và đừng quên đợi sự kiện Giáng sinh nhé. Clip kết thúc đây. Bye.